Đã đấu xong, nguồn nước cũng đã chuẩn bị xong, thì mở nguồn nước ra thì sẽ bóp cái cò này á để cho nó thả cái e ra nhá. Đó, nước nó phun ra cái này là cái e nó, cái hơi nó ra đi này. Đó, cho nó đều rồi bắt đầu với bật on điện. Rồi, điện bắt đầu. Rồi, sau khi mà máy nó quay đều, đó, vận hành đều trong vòng 15 đến 30 giây thì bắt đầu mình sẽ bóp cô thúng này để mình xịt rửa. Cái đường nước hồi là đây nhá, đây nước sẽ hồi như này là bình thường nhá, còn nước cấp vào thì vẫn bình thường. Đây nước cấp vào đây, nước hồi đây, nước hồi thì sẽ chảy ra. Rồi tiếp tục này, lưu ý đây, khi mà mình xịt á thì mình chúi cái súng xuống và cúi cái người xuống một xíu.